Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội. Dạ vâng ạ, em nghe đây ạ. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng, em có một câu hỏi muốn nhờ chương trình giúp đỡ cho em ạ. Bạn nói đi. Vâng, câu hỏi của em thế này. Em, vợ chồng em... Vợ chồng em trước kia sống với nhau rất hạnh phúc. Vì có một là bố vợ em bị ốm, cũng như là bố của vợ em đấy. Nhưng mà sau đi viện sau vợ em xin một tháng thì chúng chăm sóc bố em. Thì phải lòng với một người trên ở dưới Bắc Ninh, cũng xuống chăm con cùng viện. Và sau một thời gian thì cả bố vợ em với cả con của họ đều xuất viện. Như về nhà, vợ em với người đó vẫn quan hệ với nhau theo kiểu nhắn tin về gọi điện. Sau một năm em mới phát hiện ra tầm khoảng 1-2 tháng nay. Em nhờ chương trình cho em xin một lời khuyên để em với cả cô ấy vẫn tiếp tục sống với nhau để nuôi dạy con cái cho nó trưởng thành. Rồi, bạn đang rất xúc động đúng không? Tôi nghe giọng bạn thì tôi thấy bạn đang hơi run run. Dạ vâng, bởi vì năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Cái nói chung là em hơi sốc với cái năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 45 đấy ạ. 45 tuổi. Cái thời điểm đó cách đây bao lâu rồi? Đến em phát hiện ra tầm khoảng độ tháng 11 năm ngoái thì đấy là tròn 1 năm bố em đi viện về. À, tức là khi mà bố vợ bạn nằm viện và cô ta xin nghỉ 1 tháng xuống trông bố mình thì là bạn vẫn không phát hiện ra đúng không? Nhưng mà 1 năm sau thì bạn mới phát hiện ra là cô ta duy trì cái mối quan hệ với cái anh chàng cũng trông con ở trong bệnh viện đó. Dạ vâng. Rồi thế bạn hai vợ chồng đã chia sẻ với nhau chưa? Hai vợ chồng trao đổi thẳng thắn chưa? Cũng có chia sẻ với nhau rồi, nhưng mà nếu đầu lần đầu tiên là em hỏi cô cứ có nghĩa là người ta nhắn tin đến vô tình em phát hiện ra vào tầm khoảng độ 12:30 sáng cô đi ngủ rồi. Nửa đêm. Em thấy có một cuộc nhắn tin. Em vô tình em dở ra thì em thấy thì em hỏi cô, nhưng mà cô hoàn toàn không nhận. Hoàn toàn không nhận. Em gọi người nhà lên, cũng em gọi gia đình của bên nội lên nói chuyện thì cô chỉ nói là đấy là con thông cảm với hoàn cảnh người ta thì con thế thôi, chứ con không công nhận. Nói chung là trong việc này thì nói chung là em cũng bức xúc, là vì đi làm công nhân nó cũng chịu áp lực công việc. Về lại chuyện gia đình thì là em cũng đuổi cô đi. Cô đi thì lúc ấy cô bắt đầu mới nhận ở dưới chỗ viện. Cô trông bố cô là cũng thuê cái nhà trọ, hai người quan hệ với nhau ở dưới là 15 ngày. Có nghĩa là ở 15 ngày thì bắt đầu xuất viện. Có nghĩa là trước đấy là mấy tháng rồi, nhưng mà xin nghỉ xuống trông, đấy là thuê nhà 15 ngày thì bắt đầu hai người đều xuất viện về. Về thì vẫn cứ quan hệ với nhau, nhắn tin gọi điện, em cũng không biết, vô tình em mới phát hiện ra thôi. Tất nhiên là cũng có sau khi mà bố vợ bạn ra viện ý, thì hai người duy trì chỉ là ở mức độ nhắn tin hay có gặp nhau không? Có gặp nhau ạ. Rồi tóm lại là bạn phát hiện có gặp nhau đúng không? Và cô ta cũng thú nhận là có gặp nhau. Cô thú nhận thôi, còn em không bắt được ạ. Anh ấy kia thì bạn thì ở Hà Nội, thì anh ta thì ở đâu? Ở Bắc Ninh ạ. À, cũng không xa lắm đúng không? Vâng. Rồi anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng. Rồi chào em. Dạ vâng, em chào anh ạ. Nhà mình là Hà Nội là ở đâu? Em ở Trương Mỹ, Hà Nội. Ở đâu? Trương Mỹ. Em ở Trương Mỹ. À, Trương Mỹ, Xuân Đồng. Mai đấy đúng không? Vâng ạ. À, mình làm gì em? Em làm công nhân thôi ạ. Em làm công nhân bên thực phẩm thôi ạ. À, công nhân nhà nước hay mình làm khu công nghiệp em, hay là? Em làm khu công nghiệp thôi ạ. À nhân rồi. Vâng. Các cháu lớn chưa? Cháu lớn nhà em thì năm nay cháu lớn đang học đại học năm thứ nhất rồi. Ồ thế à. Thế còn cháu bé? Cháu bé thì nói chung là đang học lớp 2, cháu út là con trai. Hai vợ chồng em cũng
cũng gọi là cố gắng để thưa. Đứa đầu là con gái đúng không, sinh viên năm thứ nhất là còn thì mãi về sau mới đẻ được cậu út thì giờ mới có lớp 2. Dạ vâng ạ. Ừ. Vợ bao nhiêu tuổi? Vợ em 43 tuổi ạ. 43 tuổi rồi. 43 tuổi con còn bé, kinh tế vợ chồng giờ tạm không? Nói chung là mức sống công nhân của chúng em thì nói chung là duy trì cuộc sống là bình thường, cũng không phải là túng bí quá. Có nhà mình riêng chưa hay đang ở với ông bà nội? Em nhà riêng từ lúc lấy vợ ạ. Ồ thế giỏi thế, đúng rồi. Dạ vâng ạ. Rồi, em yêu vợ lắm không? Thấy bà nãy nói suýt khóc ấy. Vâng, hai vợ chồng em nói chung trước kia mà chưa xảy ra những cái việc này. Thực sự hai vợ chồng em sống rất hạnh phúc. Ừ. Bà con hàng xóm nói chung là ở gần đều quý mến cả. Bởi vì em sống ở vùng nông thôn mà. Ừ. Này, cứ hỏi thật nha. Quý mến cả. Ừ. Hỏi thật là trong suốt cuộc đời từ lúc lấy vợ đến giờ, có bao giờ em làm cái điều gì khuất tất không? Có một mối quan hệ nào ngoài vợ không? Mình đây không phải là khai mà mình có lúc nào thế không? Thực sự cái chuyện thì em không bao giờ có, bởi vì em thực sự em rất tôn trọng vợ. Nên là em không xảy ra chuyện đó bao giờ cả. Rồi, anh cũng nghĩ là thế, vì mình là cái người đàn ông rất là đàng hoàng, đã lấy vợ rồi thì một lòng một dạ, cho nên là khi thấy có cái sự mà nó chia sẻ tình cảm thì mình rất là sốc đúng không? Dạ vâng. Tất cả thì đều là do em điều tra xét hỏi mà ra, chứ còn em không bắt được cái điều gì. Thấy tin nhắn thì dọa rằng là sẽ đuổi, sẽ ly hôn. Cô sợ quá thì cô mới kể rằng là lai lịch của cái việc gặp gỡ nhau như thế. Và cô cũng tự khai rằng là ở với nhau 15 ngày ở trong cái nhà trọ mà dưới viện đúng không? Vâng, dưới viện trong bố cô ạ. Em có biết cô kể cái đối tượng kia thế nào không? Vợ chết rồi để lại cho hai đứa con một nách nuôi hai đứa con. Con thì ốm ở dưới viện, tiền không có phải xuống Hà Nội gì đó không? Vì ban nãy nói rằng là con chỉ thương hoàn cảnh của người ta. Người ta có cái hoàn cảnh gì đặc biệt không? Cái vợ chồng nhà anh ấy vẫn có vợ chồng bình thường ạ. Nhưng con là do bị ung thư ạ. À thế con, hả? Con bị ung thư. Ừ. Thì anh gọi là cũng anh ấy vất vả, anh thương con ung thư thì đi ngủ với bố để cho nó vơi bớt đi cái nỗi buồn cho người ta đúng không? Anh cũng có vợ nhưng mà chỉ mỗi tội anh ấy nói lên cái cuộc sống của anh có nghĩa là nó hơi vất vả một tí, cũng nghĩa là tối đi làm lại máy phay máy viết, nói chung là theo cuộc sống vất vả. Thì nói chung thì ai cũng vất vả, anh cũng thế, cũng đi làm tư vấn toàn phải trực đêm á. Dạ, vâng. 2 giờ đêm còn lẽo đẽo rời mưa gió thế này cũng sắt xe máy ra đi theo ca, chuyện bình thường, ai cũng thế thôi. Thôi cái đấy không phải để bào chữa cho điều gì. Bây giờ sự thật nó đã rõ rồi, mà dù mình không bắt được quả tang nhưng cô cũng đã nói là hai người có quan hệ thật sự chứ không phải là chỉ nhắn tin đúng không? Dạ, vâng. Hai nữa là sau khi mà chia tay ra viện thì duy trì tin nhắn và cô nói là có gặp nữa. Vâng ạ. Và cứ thỉnh thoảng nhớ nhau thì hẹn gặp nhau đi đâu đó và... Có đúng không? Vâng ạ. Có nghĩa là cái thời điểm năm ngoái là công ty của vợ em nó rất ít việc. Ừ. Nên là cũng nghĩa là cứ có cái lúc rảnh là buổi sáng thì buổi trưa lại về. Về thì em làm bên thực phẩm thì nó... Việc nó vẫn đều đặn. Ừ. Mà cứ tầm 6 rưỡi 7 giờ cô đi làm về thì em hỏi đi đâu về muộn thế. Thì cô bảo là em đi gặp đứa bạn. Ừ. Hôm trước hôm sau nữa thì lại... Nếu bạn sinh nhật hoặc là lại đi rồi, luôn kiếm đi cớ luôn kiếm lý do. Vâng, bởi vì em không nghĩ là những cái điều đó nó xảy ra, bởi vì thực sự hai vợ chồng rất tin tưởng nhau, em tin tưởng rất là tin tưởng vợ. Được rồi em ơi, cái chuyện này những ai trong gia đình đã biết? Có nghĩa là em thì chỉ có đúng bên nội nhà em biết, và dưới nhà bố vợ thì bố vợ em bị bệnh là em không cho biết thôi, còn tất cả người nhà của bên nội và bên ngoại chỉ có trong ruột thịt biết thôi ạ. Ừ. Các con có biết không? Không ai biết cả. Con chú con bác cũng không. Các con của em nó có biết không? Con em thì nó lại hoàn toàn biết, bởi vì nó biết mẹ nói như thế rồi nó mới nói với bà ngoại, như bà ngoại nói rồi nhưng em lại vẫn không bỏ đấy, nó dở hơi thế. Nên thế là em rất bức xúc về cái chuyện ấy. Thế bây giờ thì từ cái hôm mà chuyện khai thác ấy thì bây giờ vợ chồng sống với nhau thế nào? Ly thân hay là cơm ai người ăn, rồi hai tối vợ... có ngủ không, hay là đuổi về nơi sản xuất hay là như thế nào rồi? Dạ, hai vợ chồng em vẫn sống chung một nhà, nhưng có nghĩa là cái... Nó nặng nề, đúng không? Mâu thuẫn nó nghĩa là vẫn còn, và ra em sợ nó
kéo dài nó ảnh hưởng đến đến chuyện của con cái quá là nhiều lúc em muốn không muốn mà giờ chứ nó chưa thể làm mà hoạt động. Đúng rồi, anh hiểu. Nói chung là thế này này, đối với ai cũng thế, đặc biệt là với đàn ông khi mà phát hiện ra mình lại là người rất là chung thủy mà lại có người vợ mà tóm lại là cái bị cắm sừng ấy thì nó đau lắm. Mà nhất là với người càng tử tế thì nó lại càng đau. Thế và cái đau này thì không thể mà cắt mà dứt mà vứt ngay đi được. Nhưng cái cách ứng xử của em cũng gọi là cũng tạm ược đấy. Mình không làm ầm ĩ lên, không lôi cô ra đánh ầm ĩ lên, rồi cả hàng xóm láng giềng đều biết là có cô vợ không ra gì, rồi con gái nó cảm thấy xấu hổ vì mẹ nó có mối quan hệ ngoài luồng. Thế rồi tóm lại là đang ở trong cái vòng mà mình có thể giữ được bí mật, đấy là điều khá tốt. Chứ có những trường hợp mà làm cho nó cháy to rồi muốn dập cũng không dập được nữa, bởi vì đã dồn người ta đến bước đường cùng, cả làng chỉ trỏ tổng xì vả, con cái thì coi thường khinh rẻ rồi, thì khi người ta đã mất hết tất cả thì người ta cũng bất cần. Thế thì việc đầu tiên của em là vết thương nào cũng cần phải có thời gian nó mới lên da non được. Mình đứt một cái tay cũng cần phải 1 tuần đến 10 ngày, là với điều trị là tích cực đấy. Phải bôi thuốc kháng sinh, phải băng bó và không có chọc ngoáy gì vào nó thì may ra 10 ngày nó mới lành. Huống chi những cái vết dao chém trong lòng này cần phải thời gian. Và bây giờ theo ngôn ngữ hiện đại mốt một tí là cần thời gian để chữa lành vết thương đấy. Đúng không ạ? Đang theo trend là chữa lành. Em cứ bình tâm bình tĩnh, chuyện đâu thì cũng đã có đó. Cái chuyện nó xảy ra thì nó cũng xảy ra rồi. Bây giờ mình có điên lên, mình có đuổi, mình có cắt đứt, có ly hôn thì cái lỗi nó cũng đã xảy ra rồi, nó vẫn nguyên thế. Thế nên mình đập phá cái nhà mình nữa thì không khác gì là mình đã bị một cái đấm xong, bây giờ mình lại bị một cái đạp nữa, đúng không? Đấm thì rồi có thể còn gượng đứng dậy được, chứ lại còn đạp cái nữa thì rồi mình cứ hình dung ra là cái đứa lớn nó là sinh viên, nó sẽ nói rằng là nó chẳng theo ai. Còn cái đứa bé là bây giờ là mình ly hôn vợ này xong rồi cũng chẳng vẻ vang gì, một người đàn ông có vợ ngoại tình. Thế xong rồi gà trống nuôi con, mình nuôi một cái thằng cu lớp 2. Thế xong rồi nói chung rồi em cũng lại thậm thò 45 tuổi, trẻ chưa trẻ, già chưa già, lại sẽ phải đi lấy một bà nào đó thì cũng một là bỏ chồng, hai là ly hôn, ba là cũng... Nói chung là cũng phải gì chứ để mà mong muốn là một... Thế thì mình bỏ vợ mình, xong rồi cũng lại đi lấy một cái bà mà bỏ chồng khác ấy. Thì đôi khi người ta bảo là bán bò đi tậu ấy như ương mà. Cho nên là hãy cứ bình tâm, chuyện xảy ra đã xảy ra rồi. Cho cô một thời gian để cô suy ngẫm. Nếu như một con người mà biết rằng là chồng phát hiện ra, mà bây giờ anh không làm ầm ĩ lên, anh cho mình một cơ hội, chắc chắn cô ấy sẽ... là người biết điều, sẽ ăn năn hối cải, mình sẽ thấy tận tâm với bố con hơn, rồi vân vân. Mình sẽ thấy rằng là nỗi đau thì nó cũng nguôi dần, cộng với việc là thấy cô dạo này cũng biết điều, cũng tử tế, tích cực. Biết đâu em có một quyết định là thôi, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Khuất mắt trông coi, nhiều trường hợp là cũng 5 lần 3 lượt, chuyện này chuyện khác mà rồi người ta nghĩ đến cái đại cục. Người ta nghĩ đến cái cả gia đình, đôi bên nội ngoại, rồi đến tương lai của con mà người ta bỏ cho nhau, tha thứ cho nhau nhé. Rồi, hy vọng thời gian sẽ khiến bạn bình tâm và ra quyết định đúng nhất nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Vâng, chào anh. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Em muốn tư vấn là có nên cắt đứt vợ không ấy, bởi vì là vợ đã đi ngoại tình ấy. Có nên thì bạn có nói là có nên gì? Có nên ly hôn vợ hay không? Ừ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em nay 45 ạ. Thế à? Thế là có mấy đứa con? Mẹ có 3 đứa. 3 đứa á? Thế là phát hiện vợ ngoại tình à? Hay là vợ ngoại tình công khai? Phát hiện ạ. Phát hiện cái lâu chưa? Đây khoảng 2 tháng rồi. À, thế cái anh mà vợ bạn ngoại tình ấy, bạn có biết là ai không? Không, không. Chỉ biết là phát hiện là vợ có quan hệ ngoài luồng thôi, và quan hệ với ai rồi mình không biết. Thế hai vợ chồng đã trao đổi với nhau nói chuyện này chưa? Có trao đổi, hỏi là người đấy là ai mà nhất quyết không nói. Tóm lại cô ta công nhận cô ta ngoại tình. Vâng. Rồi, và bạn có khai thác hơn xem là ngoại tình lâu chưa? Và bây giờ ý định của cô ta như thế nào, bạn đã tham khảo chưa? Bản thân em là cũng đã tha thứ. Ừ. Và muốn về với gia đình. Ừ.
hôm vừa rồi lại phát hiện ra là có lập một cái Zalo riêng. Ừ. Thì em bảo thế thôi, nói nhỏ nhẹ là bây giờ em cứ mở ra để có việc gì thì vợ chồng giải quyết. Ừ. Nhất định không nên là đi vào phòng vệ sinh xóa nó đi. Ừ. Em mới lại điên lên, em mới ấy nên bây giờ em rất là bối rối. Rồi, thế là bao giờ đánh vợ chưa? Chưa được đánh một cái nào. Ừ, có mắng chửi gì không? Thực ra trong vợ chồng thì mắng chửi gì to thì cũng không, nhưng mà chỉ gọi là qua qua thôi. Rồi. Lấy nhau trong năm nay là năm thứ 19 rồi. 19 năm, thế đâu các con lớn rồi còn gì nữa, đúng không? Con của em thì lớn rồi, đứa lớn đang học 12 mà. Ừ. Trong mẹ cả 19 năm ấy thì có lần nào cô ta cũng có cái hiện tượng như này không? Hay chưa bây giờ dở dõi như thế? Chưa bây giờ. À, chưa bao giờ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng. Rồi, xin chào Hà Nam. Chào anh Đinh Đoàn. Ừ. Mình có đi làm ăn xa không hay là mình ở nhà với vợ con? Anh của em thì là vận tải, thỉnh thoảng mới đi qua đêm thôi. Đôi khi chạy xe Bắc Nam hoặc là từ ở quê nhà mình ra cảng Hải Phòng hoặc là của Hạ Long gì đó, đôi ba ngày. Đúng rồi. Ừ. Rồi kinh tế thu nhập mình có làm trụ cột không? Vợ có sung sướng việc mỗi tháng mình cấp về 20 triệu không? Ra thì vợ em nó cũng có cái nghề. Ừ. Cô làm gì? Cô làm về người làm đẹp. Rồi chắc cô cũng xinh lắm đúng không? Làm đẹp cho người khác chắc mình đẹp lắm đúng không? Cũng gọi là đẹp. Đẹp này, xong trẻ không? Năm nay cũng 40 rồi. 39 rồi. Thế xong ông chồng thì cứ đi lái xe ở đâu ấy, mấy ngày mới về đúng không? Ông thì em thỉnh thoảng em mới đi thôi, không phải, hầu như là ở nhà mà. Ừ, rồi. Này, cái món kia mình có làm tốt không? Nếu để món đấy thì nhà em cho nó lại yếu. Cái món kia là mình làm yếu ấy hả? Nhà em thì vợ em yếu. Thì mình biết đâu, đánh giá là phụ nữ không biết được đâu. Thế nhưng đấy, tóm đấy, lại đấy, thì... bản thân em nghĩ thế. Tóm lại thì con người người ta yếu với người này nhưng khỏe với người khác, cũng như đàn ông thôi. Có khi ở nhà vợ tưởng chết lâm sàng nhưng sang hàng xóm lại rộn ràng hát ca. Khi trong lòng đã nguội lạnh, đã không thích thì nói là em chả thích nguội lạnh rồi. Nếu muốn làm gì thì làm, đấy là với chồng. Nhưng gặp đối tượng mà ngon lành cành đào lại rất là vui vẻ. Cho nên cái đấy thì mình không chủ quan, cần phải nhạy cảm. Nhưng mà dù yếu chăng nữa, hiện nay tuổi mới 45, mới 40, duy trì quan hệ như thế nào? Với em thì có thể là tuần 3 lần cũng được. Nhưng mà có làm không hay là cũng được, nhưng mà có làm không? Vẫn làm được. Nhiều lúc nó muốn làm nhưng mà vợ không cho. À, vợ không cho đúng không? Rồi. Thế cái đối tượng kia mình phát hiện bằng cách nào mà cuối cùng cô khai là ừ có? Phát hiện là theo vấn dõi đề Zalo là hay là mỗi lần em muốn quan hệ, đối xử với em nó khác ấy. Tức là lửng lơ hơn cá vàng đúng không? À, nghĩa là không thân mật không mặn trước mà. Nữa. Ừ. Muộn mà đi trước nữa. Cho nên là rất nhiều người đoán rằng là chắc ăn no ở đâu rồi, nhưng về nhà mới không cần với chồng. Và vâng. Chính vì vậy để sự nghi ngờ và người chồng bắt đầu để ý. Đúng rồi ạ. Ừ, chứ khác với là rất nhiều người đàn ông sau khi đi cặp bồ về nhà vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với vợ, làm cho vợ không hề nhận ra cơ. Ừ, bạn này chưa cao tay. Thôi may mà mình cũng phát hiện. Thế xong rồi bạn có tâm sự nhiều gì hơn không? Rằng đấy chỉ là cảm nắng rồi, thật ra ông này là ông ấy lừa em, hay là không, có tâm không, sự không, rằng không, người này... Nghĩa là về không có ăn năn hối lỗi à? Có cái sai nhưng mà không biết sai. Ừ. Cô không nhận là cô ấy ngoại tình? Có nhận nhưng mà không biết là mình có sai. Ờ, nhận là ngoại tình nhưng mà đây là do lỗi tại anh chứ không phải do lỗi tại tôi à, hay thế nào? Nghĩa là cứ bảo đấy, bây giờ là nó như thế đấy. Anh có bỏ qua cho em thì em sẽ tu trí mình như gia đình. Ừ. À, nói thế thôi. Tức là người ta không chịu nhún mình. Nhiều người là thôi anh ơi anh bỏ quá cho em thề em hứa đây là lần đầu tiên cũng lần cuối cùng, cho em đấy, một đấy, cơ hội đấy. Để em sống, em làm việc, em kiếm tiền, em nuôi con, em phục vụ anh đúng không? Đây người ta không thế. Mà đấy, lỗi tôi như thế đấy. Tôi đúng là tôi có phạm tội ngoại tình. Bây giờ anh xử thế nào thì xử. Nếu tha thứ thì chúng ta tiếp tục cuộc sống để vun đắp cho con. Còn nếu không thì tùy đúng không? Đấy lại đúng thế đấy, anh ạ. Tức là tóm lại là tùy, anh mà bỏ qua được thì bỏ qua. Tôi thì cũng không muốn chia tay cắt đứt, nhưng nếu anh cứ làm căng ấy, thì đây cũng sẵn sàng không cần. Con có rồi, nhà tôi cũng có, tiền tôi cũng có, nghề tôi cũng có, tôi để sinh đại đẹp. Thực ra thì vợ mình cũng là người phụ nữ tự lập, tự tin. Với lại một cái điều nữa là vì mình cũng chỉ nghi ngờ thế, chứ cũng không có một cái quả tang nào lớn quá để mà cô có thể không nói nổi cái gì. Có. Vào nhà nghỉ khách sạn rồi ạ. Ừ. Đấy, thế bây giờ thế túm lại thì cô bảo thế xong mình làm sao? Thực ra là em cũng muốn là bỏ qua để giữ cái gia đình. Ừ. Nhưng mà nửa hôm vừa rồi lại xảy ra cái vụ là nạp lập một cái Zalo mới. Rồi. Zalo khác. Chưa triệt để được đâu.
Vâng đấy. Nếu chung sống ấy thì mình một là phải thoang thoáng lên. Em rất thoáng mà. Rồi, hai nữa là mình cũng phải nâng cấp bản thân, cũng ngon lành cành đào tươi trẻ đẹp. Mình cũng phải giữ gìn lấy tiền bạc cho bản thân mình. Người ta không trông đợi gì ở mình nhiều, rất là tự lập tự tin. Thế thì mình cũng phải lo cho bản thân kiếm được tiền, có tiền rồi chăm lo cho gia đình, giữ lấy một ít tiền làm riêng. Vợ con thì đừng có giám sát quá kỹ, bởi vì người ta đã muốn ăn vụng thì nói đùa chứ có tịch thu điện thoại này thì sẽ có cái điện thoại khác. Rồi có cái sim rác để nhắn tin cho nhau, nhắn xong xóa đi, hoặc là có nhiều cung cách khác nhau để qua mặt mình. Cho nên mình không phải Vâng. tốn kém cái thời gian để mà rình xem là còn hay không nhá. Em không dính, em bỏ qua nhưng em không thèm nhắc lại luôn mà, không bao giờ nhắc lại. Thôi thế thì phải chờ cho thời gian. Mình cũng không muốn tan gia đình, mà cô thì cũng dạng tùy rồi. Và nếu mình có ấm có ức ở trong cái vụ này, mình muốn chia tay cô ấy, thì túm lại mình cũng giải quyết được cái gì. Chia tay cô ấy, nhà cửa chia đôi, rồi mình cũng phải lấy vợ, cũng lại một bà nào đấy, có khi cũng lại do ngoại tình mà bị chồng bỏ. Ví dụ như thế. Trời ơi, Vâng. rồi lại con anh con em gì cũng mệt mỏi. Trường hợp của mình nó buồn thật rồi. Thật sự ra thì đau, phải có thời gian cho nó lành lại. Bởi vì như này này, anh Đinh Đoàn này, bản thân gia đình em 20 năm nay ấy, người ngoài nhìn vào là một gia đình cực kỳ hạnh phúc. Bản thân em đối xử với vợ con rồi bên ngoại nghĩa là không bao giờ có một tí 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 mảy may phân biệt. Mình thất vọng ở chỗ rằng mình tử tế, mình tốt như thế mà cô ấy lại phản bội mình, đúng không? Vâng. Cái tình yêu rồi cái tình dục là một thứ cạm bẫy rất là lớn. Rất nhiều người ngồi trên ngai vàng mà còn sập bẫy. Cho nên là có kể cả người tốt chăng nữa, cũng trong một phút giây nào đó người ta không làm chủ được cảm xúc, cũng có thể ngoại tình. Chứ đừng có nói rằng là 20 năm nay tôi tốt rồi, đối ngoại đối nội tốt như thế thì cô ấy phải thế nọ, cô ấy phải thế kia. Mong ước của mình như thế thôi. Chuyện nó đã xảy ra rồi nhé. Đây là bài học để mình cũng thấy rằng ở đời chả có gì là tuyệt đối cả. Đau rồi không để cho đau hơn, chờ đợi thời gian. Cô cũng đã thề đã hứa, nay mình không có dành thời gian nhiều để theo dõi cô, mà dành thời gian nhiều cho bản thân mình. Tuổi 45 rồi, ăn nhậu ít thôi, đi tập gym tập trước đi, lúc nào đi chạy xe thì chạy xe, còn lại thì về ngon lành cành đào khỏe, tóc phơi phới, nếu tóc nó có tí bạc rồi nhuộm cho nó đen lại, mặc quần sóc bò áo phông đi tập đánh cái gì nhỉ, bóng bàn hay là gì đấy, trông cho nó thể thao, giao lưu với anh với em cho nó thoáng đãng cái đầu. Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi nhé. Và vết thương nào cũng cần có thời gian yên lành, người ta băng vết thương để người ta ổn định vết thương để cho nó ăn da non. Bạn đã Đấy mới nghe là rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Dạ vâng ạ. Rồi, Cảm chào ơn bạn. chương trình, cảm ơn anh Nguyễn Đoàn nhé. Rồi, hy vọng là bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề khó khăn của gia đình mình lúc này nhá. Vâng, cảm ơn ạ. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội ạ. Vâng, tôi đây ạ. Dạ vâng, chào bác ạ. Bác có vẻ Vâng. lớn tuổi à? Tôi 82 tuổi. Ồ thế à, 82 tuổi, thế còn băn khoăn điều gì mà gọi đến cửa sổ tình yêu vậy? Thì xem chương trình thấy hay mà có những điều băn khoăn muốn thắc mắc thì giữa vợ chồng thì gọi để góp cuối cùng với các bác thôi. Dạ vâng, thế là cụ đang băn khoăn điều gì vậy? Trước hết để tôi xin phép để chúc sức khỏe của bác Thành Văn và bác Minh Đoàn, Ui dồi ôi, bác quý hóa quan. và tất cả y bác sĩ giáo sư trong chương trình bạn khỏe. Rồi, thế là hàng ngày ông vẫn nghe cửa sổ tình yêu được được chứ ạ? Tôi ốm đau, tôi ở nhà 2 năm nay, suốt tôi nghe các chương trình của Cửa sổ tình yêu thì tôi rất ưa thích. Rồi, thế là tai vẫn nghe rõ chứ? Vâng. Ồ, thế là trộm vía, thế là vẫn tốt rồi. Thế Vâng. là vẫn tìm được cái thú vui là nghe đài đúng không? Tôi dùng đài mới nghĩ điện thoại để nghe các chương trình. À, lại còn biết cả sử dụng điện thoại thông minh nữa để nghe nữa, nghe đi nghe lại. Đây là cục gạch, còn điện thoại Vano của tôi cũng có, nhưng mà vì đeo đi đeo lại nó không cần thiết thì gọi cho các cái này cho nó dễ dàng. Rồi, thế bây giờ là ông là 82 tuổi, ông băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình nào? Thì trước hết để trả lời bác sau và xin phép để tự giới thiệu về mình một chút. Dạ.
Thì tôi là Bùi Minh Tần. Rồi. Ở bên Hà Nội. Dạ. Năm nay là 82 tuổi. Dạ vâng. Ừ. Thế thì đến với chương trình thì tôi đã kết hôn năm 1970. Rồi. Đến nay là đã 53 năm tâm đầu ý hợp. Rồi. Đánh vác công việc của gia đình đến nay đã hoàn thành. Rồi. Đã xây dựng được mái ấm gia đình là có 4 thế hệ. Rồi. Tôi, 2 là con, 3 là cháu, 4 là chất. Rồi. Ai bảo là gia đình ông hạnh phúc nhất làng. Vâng. Thế về, đấy là về tình yêu. Vâng. Thế còn về sinh lý và tình dục thì chúng tôi là vẫn luôn phục vụ được nhau và vẫn có. Thế vâng. Bà ấy thì có nói với tôi là bây giờ thì thôi, tuổi già hai người cùng bệnh tật. Rồi. Cái đó là ông phải giảm bớt đi, tạm dừng lại, không rồi. Có hai người cùng bệnh tật để ảnh hưởng sức khỏe. Rồi. Nhưng mà yêu cầu của tôi thì vẫn thấy rằng còn dùng được, cho nên rằng tôi cũng có yêu cầu thì bà bảo tôi mắc vào bệnh hoạn. Rồi. Tôi cãi, thì nhưng mà hôm nay thì tôi mạnh dạn để hỏi các bác này, nghiên cứu xem bệnh hoạn là như thế nào, có rồi. Phải bấm vào căn bệnh không để các bác chia sẻ. Rồi, thế là năm 2023 thì đã kết thúc rồi ông nhỉ? Thế ông tổng kết năm vừa qua thì ông được bao nhiêu cái? Tổng kết thì nói thật các bác bây giờ có được độ mấy chục cái thì cũng không ai nói đến thế. Không, cái thì mới đánh giá được sức khỏe của ông là khỏe thật hay khỏe giả vờ chứ? Không. Làm được cái gì thì mới nói, không làm rồi. Được thì không nên nói. Rồi trung bình thêm một tháng được làm được mấy cái? Nói nhiều quá thì con cháu cũng khinh khổ rồi, các bác cũng chê cười. Thôi, ông 82 tuổi mà ông duy trì được như thế là tốt quá. Gọi điều hòa được hệ thần kinh, hệ huyết áp, rồi là hệ tim mạch càng khỏe hơn ý. Nhưng mà một tháng được mấy cái? Bà thì bệnh tim mạch và huyết áp. Tôi thì cũng có bệnh xương khớp là nằm 2 năm nay, nhưng mà về mặt đó thì vẫn là có được. Một tuần thì nói chung là đầu tuần, tháng nào cũng đầu tuần cũng phải kiểm, đầu tuần phải có. Rồi, gọi là trăng mọc lên, trăng lặn đi thì một tháng cũng được 2 nhát đúng không? Không, phải 3-4 nhát. Thế bà ấy cũng đáp ứng à? Có đáp ứng, nhưng bà ấy khuyên tôi là như thế thì thôi, bây giờ vợ chồng bây giờ sống với nhau là thì ông thế phải thì tạm dừng đi. Ừ. Nhưng mà tôi vì tôi vẫn có nhu cầu thì đúng rồi, đã vẫn có nhu cầu thì chả tội gì mà tạm dừng làm cái gì cả nhỉ. Vâng. Ý nói ra thì thiên hạ chê cười rồi, các bác cũng chê cười, nhưng mà không ai dám chê cười ông đâu. Ông 82, thế là bà bao nhiêu? Bà 78 à? Bà cũng đầu 8 rồi. Cũng đầu 8 rồi. Ôi, thêm hai ông bà vẫn sinh hoạt điều độ như thế là tuyệt vời đấy. Chúc mừng sức khỏe của hai ông bà. Nhưng mà tôi đang kỳ lạ là ông nằm liệt một chỗ 2 năm á? Tôi vì là tôi, cái bệnh nó đến với tôi là tôi ngã khục lưng rồi giãn dây chằng lại bị thoát vị chữa đệm, giặt chữa đệm. Vâng, thế là tóm lại ông nằm một chỗ hay là vẫn đi lại được? Đi lại thì đi vệ sinh được, chứ đi đổ 50 mét quất lưng lắm không đi được. Rồi, thế mà cái việc kia ông vẫn làm được trọn vẹn á? Thì tôi bây giờ thuốc men vợ con trang bị cho tôi đầy đủ, uống sâm rồi uống mật ong rồi lại thuốc nước ngoài nước trong, là tôi bây giờ tóc tôi xanh lại và da giả tôi hồng hào, chỉ tội là cái lưng của tôi nó hỏng thôi. Rồi lưng hỏng, đi lại chỉ 50 mét đã thấy mệt sụn lưng rồi. Thế mà tôi đang băn khoăn là như thế còn chả làm được gì. Huống hồ ông bảo là một tháng ông vẫn làm 3-4 cái kia á? Thì làm được thì mới nói, không làm được không bao nói để mà khuếch trương. Ừ, nhưng mà tôi thấy đi lại còn khó khăn, huống hồ cái việc kia nó còn vất vả hơn nhiều việc đi lại. Thế mà tôi vẫn gặp. Hay là ông cứ nằm một chỗ để bà ấy tự vậy? Không, tôi vẫn ngồi dậy đi lại đi vệ sinh được. Rồi. Quả thực thì cái vấn đề sức khỏe tình dục ở cái người cao tuổi mà lại không những cao tuổi mà cao niên như ông thì nó là vấn đề rất là tế nhị. Nhưng mà cũng phải khuyến cáo để có một sức khỏe tốt
và kéo dài tuổi thọ cho chính bản thân mình và người vợ của mình. Thì cả anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bác nhé. Bây giờ thì mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng, xin chào bác ạ. Vâng. Vâng, tôi cũng nghe câu chuyện của bác với anh Thành Văn từ đầu rồi ạ. Vâng. Thứ nhất là phải rất là ngưỡng mộ bác luôn ý. Bởi vì là bác 82 tuổi mà lại có bệnh nền, đặc biệt là những cái bệnh liên quan tới vận động, tới xương khớp. Tức là cơ xương khớp của bác là nó có vấn đề. Thế mà bác vẫn thực hiện được cái hành vi quan hệ tình dục bình thường. Và đấy là một cái điều chứng tỏ là bác, cái tinh thần của bác còn rất là tốt ạ. Vâng. Và chắc chắn là bác, khi bác, sau khi bác quan hệ tình dục xong thì bác cũng chỉ mệt một chút thôi, chứ không phải là nó ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe, đúng không bác? Bởi vì nếu nó ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe thì chắc chắn là bác không thể không làm được. Thì mời cũng không làm. Vâng. Tuy nhiên thì cũng bác cũng phải hết sức thông cảm với bác gái, bởi vì bây giờ bác gái là 80 tuổi rồi. Tất cả các cái cơ quan sinh dục của bác gái, đặc biệt là âm đạo rồi là cổ tử cung, nó không còn được như trước nữa. Vì thế khi bác thực hiện cái việc quan hệ với bác gái mà lại trong những cái tư thế nó cũng không được thuận lợi lắm, và hoặc là không có sự hỗ trợ thì bác gái có thể sẽ bị tổn thương hoặc là bác gái khó chịu. Cho nên là bác gái không hào hứng lắm khi mà quan hệ với bác. Thứ nhất là tôi phải nói rằng là sức khỏe của bác hiện nay cho phép làm được cái việc đấy. Bác chẳng phải bệnh hoạn gì cả. Đấy không phải là bệnh hoạn ạ. À. Vâng. Cái ham thích của mình, cái ham muốn của mình nó vẫn còn. Thì mình, và quan trọng là mình vẫn thực hiện được cái việc đấy, thì hoàn toàn là minh chứng là sức khỏe của bác tương đối là ổn, chứ không phải là bệnh hoạn gì. Tuy nhiên, cái gì nó cũng phải phù hợp thì là tốt bác ạ. Thứ nhất, một người đã trên 80 tuổi rồi, một cái tần suất như vậy, cho dù nó không ảnh hưởng gì nhưng chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Bởi vì bác đi lại có 50 mét thôi là bác đã thấy khó chịu rồi. Thì tôi nghĩ rằng nếu thực sự bác quan hệ tình dục thực sự thì nó cũng là một cái hoạt động tương đối nặng đối với cơ thể của mình. Và nếu mình không điều tiết được cái việc đó thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bác ạ. Thứ hai nữa ạ, đối với bác gái cũng thế. Nếu bác gái không thích, không thoải mái hay là hợp tác với bác không tốt ở giai đoạn này thì bác đừng ép bác gái. Vâng, lựa chọn những cái hình thức nào mà bác gái thấy thích ý ạ. Những cái kiểu nào mà bác gái thấy phù hợp. Miễn sao sau khi làm cái việc đấy, hai bác đều phải thấy vui vẻ, thoải mái. Chứ còn nếu sau khi làm một việc đấy mà một trong hai người thấy không ổn thì tôi nghĩ là cái quan hệ tình dục nó sẽ không có chất lượng ạ. Nhá. Vâng, cho dù như thế nào thì với một người trên 80 tuổi các bác cũng phải nên rất là thận trọng. Tránh tình trạng mình lao động gắng sức quá thì đôi khi nó lại không có lợi cho sức khỏe đâu ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của một khán giả gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Đắk Lắk. Dạ, em chào anh Thành Phan ạ. Dạ, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Câu hỏi là em làm bố em ốm, bố em là ở chung với em á. Dạ, mà khi bố ốm thì con cái ở nhiều nơi về để chăm sóc bố. Dạ, thì cứ mỗi lúc là ví dụ những ban đêm thì chia ca ra hai người một ca, thì em thấy là vợ em là có ý là hai trực ca cùng với anh rể. Ví dụ mỗi lúc ngồi ăn hay cái gì hai người có cái tầm nhìn nó khác nhau tí thì em cũng có để ý, thì đến lúc thấy vợ là cứ ca trực hay trực với anh rể, thì có một đêm là buổi tối là vợ em với người khác là trực từ đầu hôm đến 12 giờ đêm. Thì ca trực 12 giờ đêm trở về sáng là em với anh rể đó. Thì đến lúc 12 giờ đêm em với anh rể nói dậy thì vợ em còn nói với em là để em trực cho luôn để anh nghỉ, rồi lỡ mai anh ổn thì không ai lo việc cho nó kia, để anh nghỉ cũng hợp lý. Thì em đi nghỉ. Em đi nghỉ thì tình cờ 2 giờ sáng em dậy thì thấy vợ em đang còn bóp vai bóp cổ giống giữa. Dạ, thì cái đầu của ông Dương cứ tựa vào cái ngực của em, nên lúc đó bóp vai bóp cổ chắc là cũng khuya thôi, nên buồn ngủ nên tay cứ để chuối vậy lấy ngực ông Dương như vậy chắc cũng không bóp được. Thì em thấy vậy thì em lui ra, thì em lại nhìn một hồi thì thấy vậy mãi thì em lại cùng đi nằm ngủ hết. Dạ, thì em không đi vào nữa. Thì một hồi em thức dậy thì thấy hai người rời xa ra chứ không như vậy nữa.
thì em đi ngủ đến cỡ gần 5 giờ sáng em dậy lại cũng thấy như vậy, lại bó vai bóp cổ tiếp. À, em muốn hỏi câu hỏi rằng là cái đó là một cái chuyện rất bình thường giữa anh em trong nhà, là em cháu và anh rể, thì cái chuyện đó là rất bình thường hay là có cái gì nó bất bình thường một tí? À, với lại em có nên nói cái gì với hai người hay là không? Rồi, thế là bố bạn bị làm sao mà nằm viện dài ngày thế à? Dạ, nằm viện dài ngày rồi, ốm nặng đấy á, suy tim ốm nặng á. À thế à, bây giờ thì có tỉnh táo không? Dạ không tỉnh táo được nữa. À, ông nằm viện bao nhiêu lâu rồi? Nằm 2 tháng rồi anh ạ. À, 2 tháng rồi, và các con cái, dâu rể thì phải cắt cử nhau người trông ông đúng không? Đúng rồi. Rồi, và bạn đang nghi ngờ mối quan hệ của vợ mình và ông anh rể đúng không? Dạ, dạ. Bởi vì có những cái biểu hiện bất bình thường, kể cả cái việc là cùng nhau trông cùng một thời điểm đúng không? Cắt cử ca nhau để trông cùng thời điểm. Đúng không? Yeah, yeah. Chưa kể lại có những cái hành vi cử chỉ thân mật nữa mà bạn có kể là bóp vai bóp cổ nhau đấy, đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Rồi. Và bạn đã bao giờ chia sẻ cái điều này với anh rể và vợ mình chưa? Theo cá nhân em nghĩ thì đó là một chuyện cũng là bất bình thường, nhưng mà em không nói được cái gì là vì giữa vợ em và anh rể là hai người đều rất tốt với bố em. Rồi. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay là 50 rồi. Thế à? Thế vợ thì bao nhiêu? Là 49. À, 49, 50. Thế ông anh rể chắc nhiều tuổi hơn chút đúng không? Dạ đúng rồi, 3-4 tuổi gì đó. Rồi, thế là gia đình bà chị gái có ông anh rể thì có ở gần đấy không? Ở Bắc, chị gái thì không vào được, anh rể vào. À, anh rể vào thay vợ đúng không? Để dạ, chăm sóc bố vợ. Dạ, rồi. Đúng rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, xin chào Đắk Lắk. Dạ, dạ, em chào anh Minh Đoàn. Tình huống thì đúng là nó không phức tạp, nhưng mà cũng rất phải cân nhắc để tránh trường hợp mình nghi oan, đúng không? Dạ, thì đúng mình rồi. Mình thấy là vợ mình là con dâu mà cũng xung phong để chăm bố, anh kia là anh rể mà cũng xung phong đi chăm bố vợ, mà lại dạ, xin trực một ca với nhau, rồi lại hy sinh để cái trực để cho chồng được ngủ. Mà dạ, đúng bà rồi. Vợ mình thì tốt tới mức là mong muốn cho chồng đi ngủ để mình được thức cùng anh rể, đúng không? Dạ, hai dạ. Cái người ấy là một lòng một dạ thương ông, nghe thì rất là tốt, rất là đáng quý rồi. Dạ, đúng nhưng rồi. Mà ít nhất thì thật ra anh em ruột mà trưởng thành cũng đã hạn chế những việc bóp vai bóp cổ nhau, chứ đừng nói đến chuyện là một bên là dâu, một bên là dạ. Anh rể. Hai người dạ. Ấy là một người đàn ông, một người phụ nữ, không phải ruột thịt, thì dù dạ. Sao chăng nữa nó cũng phải nên dạ. Có khoảng cách. Đặc biệt là trong cái hoàn cảnh mà đi cùng đi trực đêm trông đêm, xong rồi bóp vai bóp cổ nhau, vào là để phục vụ ông chứ không phải là vợ mình là thức để đi phục vụ một cái ông mỏi vai. Thì dạ, nghĩa cũng không hay. Nhưng dạ. Thế này dạ, theo anh thì anh nghĩ rằng đừng bao giờ mà mình lại ngồi mình ủ mưu, mình lại còn rình rập, mình để cho nó quá đà rồi mới nói thì nó muộn mất. Người ta gọi là cứ rút dây cho nó động rừng, thay vì cứ giống như là người đi vào trong rừng ấy, tay cầm cái gậy mình cứ khua khua ở cái cỏ đi, nếu nó có con rắn ấy thì nó bò nó chạy đi để mình đỡ phải lúc mình dẫm hẳn một con rắn nó cắn mình, đúng không? Dạ dạ dạ. Thôi mình cứ trêu, mình cứ đùa, hôm sau mình nói đi ăn sáng với vợ, mà sợ quá hôm qua cũng lại thương vợ, định vào thay ca cho vợ nhưng mà thấy vợ đang mải mê bóp vai cho ông anh rể, thành ra chồng cứ tôn trọng để cho anh em bóp nốt nhau cái ca đấy. Ôi mình cứ nói thế thôi là hiểu là gì rồi. Nếu có sai thì đấy cũng là một câu nói đùa. Và nếu như thật sự họ có tình ý với nhau thì đây là một câu cảnh báo. Biết chừng biết mực đi, chứ cái trò ấy là nhố nhăng là khó chịu lắm đấy, đúng không? Chứ đừng giữ trong lòng, bởi vì giữ trong lòng mình khó chịu lắm đấy. Vợ mình thôi, vợ mình thì mình nói, còn ông anh rể thì thế chứ cậu buồn cười nhờ, tôi đau vai thì mở thì bóp hộ một tí có sao, chúng tôi dưới bóng đèn sáng quang minh chính đại, chúng tôi nếu có tình ý thì phải ra bảo hẹn đi nhà nghỉ hay là chỗ góc nọ góc kia đấy, ví dụ thế thì thành ra mình lại trở nên cái người mà đang nghi tào tháo, mà trong khi ông anh rể thì đang phải thức đêm thức hôm thay vợ để chăm bố mình, thành ra nó không hay. Thế thì cái người có tật thì hay giận mình, cứ đùa đùa tớ tếu một câu, nhưng mà với cái giọng nó cũng hài hước, đừng có quá nghiêm trọng. Bởi vì nó chưa có cái gì mà nói nghiêm trọng là có khi người ta lại quật lại mình, người ta nói rằng là đã mất công mất sức thức đêm thức hôm thương để vào trông bố ông lại còn nghi tôi thế nào, ông nghi tôi thế kia.
cứ sáng đi ăn phở uống cà phê xong rồi nói thế nhá. Đây là kỹ thuật người ta gọi là khua gậy để đuổi rắn đấy. Hy vọng là bạn sẽ khéo léo trong cái xử lý cái vấn đề rất là tế nhị như thế này. Và như anh Đinh Đoàn cũng vừa chia sẻ là cũng đánh động nếu mà họ có tình ý với nhau thật. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, Đắk Lắk đâu ạ? Alo, đây. Dạ vâng, chào chị ạ. Câu hỏi của chị là gì vậy ạ? Ý là Quỳnh nên muốn hỏi Cửa sổ tình yêu một tí. Vì từ hồi lấy chồng tới giờ ấy, cứ mỗi lần vợ chồng mà có xích mích thì chồng toàn lấy tiền rồi đi ra ngoài ấy. Đi ra ngoài làm gì? Đi tìm hết tiền rồi về. Thế là năm nay anh chị bao nhiêu tuổi rồi? Nay 56 tuổi, hai vợ chồng cùng tuổi. Hai vợ chồng 56 tuổi. Thế một tháng cãi nhau mấy lần? Một năm tầm 1-2 lần thôi. Một năm 2 lần, thế 2 lần cãi nhau như thế là 2 lần ông ấy mang tiền đi, ra ngoài tiêu hết tiền lại về. Mỗi lần mang bao nhiêu tiền đi? Tầm triệu, mấy triệu á. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé, xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Chào anh. Chắc là cũng lấy nhau phải 30 năm rồi nhỉ? Vâng, gần 40 năm rồi anh. Gần 40 năm. Đã lên chức bà nội bà ngoại chưa? Dạ, lên chức rồi anh. Thế xong rồi nhà mình có quê quán, hình như quê quán ở ngoài Bắc hay miền Trung gì đấy đúng không? Dạ, đúng rồi. Có hay về quê không? Em thì 50 năm rồi mới về được cái lần à. Còn ông chồng thì hình như năm nào cũng về một lần. Rồi. Trước đây kinh tế nó khó khăn, con còn nhỏ, con thì chưa lấy chồng lấy vợ, thì đúng là để mà một chuyến về quê cũng vất vả. Bây giờ để vợ chồng đều 56 tuổi rồi, con cũng đều có cuộc sống riêng, giàu thì giàu rồi, nghèo thì cũng nghèo rồi, lúc này vợ chồng là lúc mà dắt díu nhau để đi nốt cái quãng đời cuối cùng này cho nó vui vẻ. Mình đừng có ngồi đấy quản lý ông như quản lý một con thỏ như thế. Con thỏ thỉnh thoảng em cũng thế lắm, nhưng mà tại vì anh ấy cứ toàn về quê lại bồ đi đám xong về lại bồ nên anh về quê đi đám mình cũng về đi tội gì không tuổi... không bao giờ được anh ạ. Chỉ có anh ấy đi một mình là đi tiệc cùng ở trong làng ấy, đi được tăng 1, tăng 2, tăng 3 nữa mà đến khi ra ngoài mà gọi không bắt máy bao giờ luôn đó. Thì đúng rồi, cái chuyện đấy ở xã hội bây giờ các ông ấy đi ăn nhậu xong rồi không có vợ sau đi hát karaoke để có tay vịn, nó phổ biến lắm, mình cũng chẳng thể nào mà giám sát được nhiều. Cho nên bây giờ mình biết là mình ngồi đấy mình sống cho mình, 56 tuổi giờ giữ làm sao được, đến con mình mà mình bảo rằng là con ngoan ngồi đấy đi không được đi đâu cũng còn khó. Con trai nhà mình bây giờ nó có bồ, mình còn con thiệp cũng còn khó, huống chi như ông ấy một năm có 2 lần dỗi vợ để đi với bạn với bè. Cho nên là học cách sống thương mình, yêu mình, lo cho mình. Tôi thấy 50 năm mới về quê một lần, mà bây giờ thật ra có vài trăm bạc một cái, mình không đi máy bay, mình đi tàu hỏa, mình từ Đắk Lắk mình đi xuống hoặc đi ô tô về quê giao lưu với chị em, gặp lại cái đám hội ngày xưa học cấp 1, cấp 2 với nhau, thăm hỏi quê hương nó vui nó vẻ, ngồi đấy bây giờ ấm ức đấy, lại đi rồi chắc là hát karaoke xong lại chui vào từ A đến Z rồi, khéo không lại rước bệnh rước tật và người cứ ngồi đấy lẩm bẩm như bà già đau khổ ấy, thì nó chán lắm. Cho nên là người ta mới nói rằng đến cái tuổi nào đó chúng ta phải học cách yêu mình và học cách sống cho mình vui đi, nghĩ làm gì, đi đâu được thì đi cùng cả hai, tôi đi với, tôi hát karaoke được tôi cũng đi, giao lưu với hội đồng ngũ đồng môn gì đấy mà cần thiết thì em đi với, chả đời chả được đi đâu. Hôm nào mà có dỗ hay là có đám hay là ở quê người ta mời đám cưới cả hai vợ chồng cùng về, ông ấy làm sao mà không cho đi được, mình cũng có tiền, mình phần đấy tuổi đầu rồi, thôi thế thì ông không muốn đi cùng với tôi đi chuyến sau, ông cứ đi chuyến xe trước thì tôi nhà xe sau, hẹn gặp lại sáng mai tại quê nhà. Mình phải sống thế chứ, đúng không? Làm khó. Ông làm khó thì mình làm khó cho ông hơn. Rất nhiều đàn ông sợ vợ làm khó. Mình sợ gì ông? Bây giờ sợ ông đánh à? Tôi chả làm gì sai trái. Tôi có tiền tôi về quê thăm hỏi bà con họ hàng. Đến tuổi này rồi tôi tham gia mấy cái lớp mà chị em cứ hay vũ điệu thể dục thể thao đấy chẳng hạn. Thế thì mình tự làm cho cuộc sống của mình nó vui vẻ lên. Cũng có tham gia đầy đủ, nào cũng trên nhảy nhót đấy, nhưng mà vẫn cứ ước, cứ muốn cho ông không được đi, mình thì tham gia thoải mái, còn ông ấy thì đi thì không cho tham gia.
Thế thế bảo rằng buông bỏ đi, 56 gần 60 tuổi đầu rồi, mỗi người có một cuộc đời của mình, mình giữ làm sao được, quản làm sao được mà ngồi đấy mà tức. Đã thế ông đi mình cũng đi hơn, ông về sớm ông nấu cơm, hôm nay tôi mệt, tôi đi ngang qua kia tôi ăn bát bún rồi, tôi ăn bát miến rồi, không việc gì phải ngồi nhà mà phải cơm dẻo canh ngọt cho mà ông mà đi chơi suốt ngày, ví dụ như vậy. Mình cũng để cho ông thấy rằng nếu như không có trách nhiệm thì đây cũng không phải ngồi đấy hầu phải lo, tôi là vợ chứ không phải là giúp việc. Ra bây giờ tôi không có tiền, ông đi làm mỗi tháng 6-70 triệu, ông về ông đưa tiền tôi nó khác, cả một đời vất vả con cái rồi, bây giờ buông nhau ra một tí và sống cho riêng mình đi một tí. Nó có sơ sẩy, thỉnh thoảng nó có hao hụt một tí, mình cũng chả giữ nổi đâu mà. Nhiều ông đến tuổi này còn hư nữa ấy. Cờ bạc, lô đề, gái mú còn lôi cả gái về chứ không phải là một năm hai lần đó, đi. Đó, đó, mình có anh nói đó, giống y như vậy đó. Ừ. Rồi thì đang nói là mình đến đâu thì khắc phục đến đấy. Thì đúng rồi, nhưng ý là em xin lỗi bệnh anh đang nói đó không thiếu thứ gì nên mới buồn. Rồi, không thiếu thứ gì nhưng mà buồn đã chịu lực được với nhau vui. 40 năm nay rồi mà. Nhá. Bây giờ mình phải tìm được cái niềm vui cho mình, và điều quan trọng nhất là mình phải quan tâm đến sức khỏe của mình và mình yêu mình hơn nhá. Có này đang ly thân 2 tháng rồi nhưng mà vẫn rồi thì nối lại đi, tối nay nối lại đi, giờ hơi đi ly thân 2 tháng làm gì, thiệt mình nhá. Yeah. Cảm ơn chuyên gia tấm lòng Linh Đoàn, xin chào chị nhá.